các bản tin nhanh 24/7. Suzuki đặt niềm tin vào mẫu xe con tay giá rẻ giúp họ chiếm lĩnh thị trường. Suzuki CSX S105 2017 là mẫu xe con tay cỡ nhỏ vừa được hãng Suzuki chính thức ra mắt với giá bán chưa được công bố. Tuy nhiên, theo giới thợ xe trong nước dự đoán giá xe vào khoảng 80 triệu đồng khi được nhập khẩu vào Việt Nam. CSX S105 phiên bản mang kiểu dáng thon gọn và ngắn hơn so với những phiên bản được ra mắt trước đó. Theo Suzuki, xe sở hữu bộ khung nhẹ chắc chắn hơn so với các đối thủ. So với thiết kế người tiền nhiệm đã thể hiện trước đây, CSX S105 ABS 2017 mang kiểu dáng bẻ cứng cáp phải khoáng hơn. Phần đầu xe ấn tượng với cụm đèn pha LED cỡ lớn và kính chắn gió nhô cao. Cặp đèn xi nhan được tách rời sang hai bên dạng giọt nước. Trên thân xe, với kiểu dáng đầy mạnh mẽ thể thao, khoảng sáng gầm 155mm, chiều cao yên xe 785mm và trọng lượng 133kg. Phần tay lái rộng với cụm đồng hồ dạng LCD hình chữ nhật rất bắt mắt, hiển thị các thông số kỹ thuật trên xe. Phía bên ngoài là các nút ấn hiển thị đa màu sắc ấn tượng. Bình xăng to ở phần thân xe có dung tích lên tới 11 lít, giúp người lái có thể chạy đường dài mà không cần đổ nhiên liệu. Trên xe có ổ khóa từ với cửa chập chống trộm như những dòng xe hiện đại. CSX S105 của hãng xe Suzuki được thiết kế với kích thước dài nhân rộng nhân cao 2020 nhân cho 745 như 1040mm, chiều dài cơ sở 1300mm. Phần đuôi xe ấn tượng với cụm đèn pha dạng LED bản to và nhô cao, trong khi đó đèn xi nhan được tách rời hai bên dạng giọt nước đứa bắt mắt. Ống xả thiết kế vừa vặn được ngược lên cao. Phần miệng mở rộng với bộ viền làm bằng chất liệu kim loại sáng và được sơn tông màu vàng cát rất ấn tượng. Chiếc xe được hãng Suzuki trang bị động cơ DOC phun xăng điện tử 4 thì xăng đơn làm mát và dung dịch, dung tích 124 phân khối, kết hợp hộp số 6 cấp. Chiếc xe cũng được trang bị phanh đĩa 290mm với kẹp phanh 2 bit ở phía trước và phanh đĩa 187mm ở phía sau với phanh 1 piston. Nói bật là hệ thống chống bó cứng phanh ABS đến từ Sport. Hiện chưa thông tin cụ thể về giá bán của chiếc xế khi và chính thức ngày về Việt Nam. Chỉ biết có 3 phiên bản là màu đen, đỏ phối đen và xanh dương. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh với những đối thủ trực tiếp như Yamaha MT-105, Kawasaki Z-105 và Honda MBX-105. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại ở clip tiếp. Nhớ like hoặc share nhé. Subscribe.